muốn lên đây để chia sẻ cho mọi người những đau khổ của chị. Mời chị lên đây. Kính thưa cha và cộng đoàn, con được ơn Chúa rất nhiều. Con lập gia đình đến bây giờ là được 23 năm. Con có một đứa con gái, năm nay đã 22 tuổi. Thì con khi con được 2 tuổi là con đã bị bệnh tim đến bây giờ. Thì con mổ vậy là 4 lần. Trong lần thứ nhất đó là con hoàn cảnh của con rất là khó khăn và đau khổ. Nhưng con quyết một lòng không bao giờ nghĩ đến sự đau khổ mà con phải gánh chịu. Con chỉ biết cuộc sống con phải làm và để dâng lên những gì. Chứ đau khổ như thế nào? Con bệnh rất là nặng và con bị bệnh tim. Con mổ vậy là hôn mê 2 tháng. Xong rồi thì con thấy khi trong 2 tháng đó thì con được thấy. Rồi con còn bệnh còn cái đau khổ gì nữa ngoài bệnh tật tim? Con lại mổ lại. 3 năm sau con mổ lại cũng tim, nhưng mà máu bầm ở trong nang buồng ngủ nang buồng trứng. Nên bác sĩ cũng bảo con là chết, nhưng con một lòng cũng quyết theo Chúa. Đến hỏi con có sợ chết không, con nói không, chết sống chết là có Chúa. Có Chúa bên cạnh, không có sợ gì hết. Qua lần sau con lại mổ thêm lần tim nữa. Thì con cũng máu ra giữa, máu trong tim nó chảy ra rất nhiều. Thì bác sĩ cũng hỏi con thêm một lần nữa có sợ không. Thì con nói con không sợ chết. Thì tức là Chúa đã ban cho con những điều mà quá vượt quá sự đau khổ của con. Con rất đau khổ, con hy sinh hết dâng lên cho Chúa. Qua lần thứ tư con lại mổ thêm, máu bầm lại vỡ trong não con. Thì bây giờ Chúa đã ban cho con rất là hoàn hảo. Tức là con không thể nào nhớ đến những cái việc mà ai làm con phải đau khổ. Con tất cả đều con quên hết. Con không biết giận hờn, con không biết phải oán trách ai hết. Con chỉ hy sinh dâng lên cho Chúa thôi. Vâng, thưa chị em, cái ơn mà mình chịu đựng được những đau đớn vì bệnh tật với 4 lần mổ, mà lần mổ nào cũng bảo là chỉ có chết chứ không có hy vọng, và bây giờ được bình phục, mà cái ơn lớn hơn cả đó là ơn biết quên đi, không còn biết giận hờn, không còn biết thù oán gì cả. Đấy là cái ơn lớn nhất. Và như vậy thì máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra mới không hoài phí, mới không phí phạm. Vì Chúa chết để rửa sạch tội lỗi nhân loại, Chúa chết để quy tụ tất cả vì một mối, Chúa chết để làm cho người ta được giao hòa với nhau. Nhờ cái chết của Chúa mà người ta được giao hòa với nhau. Vậy mà tại sao người ta vẫn còn giận hờn nhau, vẫn còn thù oán nhau, vẫn còn chơi nhau, vẫn còn oán ghét, vẫn còn ganh tị, vẫn còn tìm mọi cách để mà loại trừ nhau? Nhưng mà thì cái chết của Chúa có đem lại được cái gì không thưa anh chị em? Nhất là trong đời sống gia đình. Thôi, chúng ta vừa mới suy gẫm 14 chặng đàng thánh giá đời sống gia đình, vợ chồng với nhau có gì giận hờn. Hôm nay ăn chay ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Ăn chay lòng của mình mới là quan trọng. Lòng của mình hãy chay đi. Chay lòng có nghĩa là đừng có mặn, đừng có cay, đừng có chua nữa. Ăn chay thì chỉ còn ngọt bùi thôi. Vợ chồng đừng có chua cay gắt gỏng với nhau nữa. Vợ chồng đừng có nặng nề với nhau nữa. Ăn chay là làm cho con người mình nó nhẹ, nó nâng lên. Đừng có thấp lè tè phía dưới với những cái giận. Một tí thì giận, một tí thì hờn, một tí thì oán, một tí thì ghét, một tí thì thù, một tí thì đố kỵ cái ghét. Bỏ hết tất cả những cái đó đi. Như người chị em này cầu mong cho chúng ta được cái ơn là biết quên đi. Cầu mong cho chúng ta được ơn là biết quên đi. Nhớ lên bảo cầu mong cho mọi người chúng ta được ơn là biết quên đi. Giận hờn hãy quên đi. Ai làm mình khó chịu hãy quên đi. Ai làm mình bực bỏ hãy quên đi. Ai nói hành nói xấu mình hãy quên đi. Ai mà nhìn mặt phát ghét mình cũng hãy quên đi. Và ngay cả tội lỗi của mình Chúa đã lấy máu và nước rửa sạch rồi, nơi tòa hòa giải đã được tha thứ rồi thì hãy quên đi.
Đây, tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn sách Con đường tín thác. Và cuốn sách để làm tuần cửu nhật tín lòng thương xót Chúa và thế quả. Giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Ai là những người... Rồi, mời anh.